nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam và đầy tiềm năng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong cơn suy thoái kinh tế tài chính vừa qua, nông nghiệp làm bệ đỡ của nền kinh tế để giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đã tạo ra sản phẩm có giá trị cao và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu về ứng dụng công nghệ hiện đại vào dây chuyền sản xuất, chế biến và xuất khẩu, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO được thành lập vào năm 1975. Hơn 40 năm hình thành và phát triển, ANTESCO đã khẳng định được uy tín của mình về các sản phẩm rau quả nhiệt đới đông lạnh IQF và đóng hộp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng trong nước và thị trường quốc tế. Các nhóm sản phẩm chính của công ty gồm có bắp non, đậu nành rau, khóm và một số sản phẩm rau quả khác như sả, chanh, xoài, đu đủ, nấm rơm, v.v. Đánh giá được nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng về mặt hàng rau quả chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO đã triển khai ký kết hợp đồng đầu tư tiêu thụ sản phẩm với nông dân trên địa bàn, nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, công ty xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo về số lượng và chất lượng để cung ứng nguyên liệu đầu vào ổn định quanh năm. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu còn được quản lý tốt từ hạt giống đến khi thu hoạch và vận chuyển đến nhà máy. Đặc biệt là có sự kiểm soát tốt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường xuất khẩu trên thế giới. Để có được những sản phẩm chất lượng, sau khi thu hoạch tại vùng nguyên liệu được vận chuyển đến nhà máy với dây chuyền sản xuất khép kín của công ty. ANTESCO hiện có 3 nhà máy với trang thiết bị máy móc hiện đại, được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu rau quả và phương châm chất lượng là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty. Công ty ANTESCO không ngừng cải tiến các trang thiết bị trong sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong kiểm tra chất lượng đầu ra. Cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân tâm huyết và lành nghề, ANTESCO đã đạt được một số chứng nhận về các tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm như ISO 22000-2005, HACCP, BRC, Food, Kosher, HALA, CEDEX, IFS, Global Gap. Qua đó, sản phẩm công ty luôn đa dạng phong phú và không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng khách hàng là những tập đoàn, nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm công nghiệp và các thị trường khó tính, đòi hỏi nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như Mỹ, Đức, Úc, Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đài Loan, Bỉ, v.v. với tổng sản lượng xuất khẩu trên 25.000 tấn một năm. Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu uy tín trong nước. Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước. Dựa trên thế mạnh về tài chính, nhân lực, mối quan hệ giữa các đối tác và sự am hiểu về thị trường, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO luôn hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp xuất khẩu rau quả đông lạnh IQF và đóng hộp an toàn hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và là người bạn thân thiết của người nông dân Việt Nam. Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng đối với sức khỏe người tiêu dùng, ANTESCO luôn chú trọng đến việc lựa chọn các nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất, mang đến cho khách hàng những sản phẩm không chỉ an toàn, tiện dụng mà còn đặc biệt tốt cho sức khỏe, góp phần xây dựng cuộc sống khỏe mạnh. Cam kết lấy vệ sinh an toàn thực phẩm làm tiêu chuẩn hàng đầu, ANTESCO không ngừng cải tiến công nghệ để ổn định và nâng cao chất lượng nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng trên cơ sở thiết lập mối hợp tác bền vững từ khâu cung cấp, sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Mỗi mặt hàng đều được gửi gắm mong muốn của chúng tôi mang những sản phẩm rau quả tươi mới nhất, chất lượng cao nhất đến bữa ăn của gia đình bạn. Bên cạnh đó, công ty ANTESCO luôn là người bạn đồng hành cùng nông dân, mang đến việc làm và thu nhập ổn định, chăm sóc và nâng cao đời sống cho người lao động và nông dân. Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO, tiền thân đó là của công ty vật tư nông nghiệp tỉnh An Giang, được thành lập từ tháng 9 năm 1975
đến nay thì đã hơn 41 năm. Năm 2015, chúng tôi đã có chiến lược xây dựng thêm nhà máy thứ ba tại khu công nghiệp Bình Long này. Lúc đầu thì chúng tôi định đầu tư khoảng 5 triệu đô, nhưng mà qua quá trình làm thì khách hàng góp ý nếu là công suất thì phải cho nó lớn lên, rồi cái chất lượng phải là đi vào cái công nghệ hiện đại, thì chúng tôi mạnh dạn đầu tư lên như vậy, tính đến nay hơn 7 triệu đô la, thì công nghệ hoàn toàn hiện đại hết của châu Âu và Mỹ hết. Cái công nghệ này theo đánh giá của các chuyên gia và anh em chúng tôi đi các nước thì thấy rằng cái công nghệ này hiện nay là hiện đại nhất của châu Âu, do cái làm ăn uy tín thì công ty chúng tôi là được khách hàng là trân trọng về chất lượng cũng như là thời gian giao hàng cũng như số lượng. Năm 2017 chúng tôi sẽ tiếp tục làm sao cho nó tốt hơn, phấn đấu làm sao đó là sẽ cái số lượng xuất khẩu là khoảng 25.000 tấn. Thứ hai là cái thị trường nội địa, năm 2017 chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là đạt khoảng 1.000 tấn bán tiêu thụ nội địa. Thì thị trường nội địa nó sẽ giúp cho công ty trong vấn đề phát triển sản phẩm mới rất là quan trọng. Thay mặt cho công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang, thay mặt cho hội đồng quản trị, thay mặt cho ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để mà phấn đấu đạt những chỉ tiêu mà mình đã đề ra, và chúng tôi cũng phấn đấu làm sao đó đạt cái an toàn vệ sinh thực phẩm mà trước mắt và lâu dài để mà tồn tại. Mà chúng tôi rất tin tưởng vào lực lượng thế hệ trẻ mà chúng tôi đã đào tạo thời gian qua trong nước cũng như nước ngoài và những bây giờ vẫn tiếp tục đào tạo. Mà tôi cũng rất là mong được khách hàng trong nước và nước ngoài, bạn bè gần xa, đặc biệt là đối với bà con nông dân có sự hợp tác tốt với chúng tôi, làm sao cho rau quả của Việt Nam luôn luôn là sánh vai cùng một số nước trên thế giới. Tuy nhiên khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có sự quyết tâm hài hòa với nhau thì chúng ta sẽ làm được. Xin cảm ơn. Với công nghệ hiện đại không ngừng được cải tiến, tập thể lao động có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm xuất khẩu, nguồn nguyên liệu ổn định được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống, đồng ruộng đến khi thu hoạch. Hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc hiệu quả theo ISO 22000, BRC, HACCP, COSER, HALAN, Global Gap được sự tín nhiệm lâu năm của khách hàng. Công ty ANTESCO quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về xuất khẩu rau quả thực phẩm, đảm bảo là người bạn thân thiết của nông dân, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, người lao động và thế hệ tương lai. Sự thành công của ANTESCO hôm nay có sự đóng góp quý báu của đội ngũ cán bộ công nhân viên với tinh thần chất lượng là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty. Cán bộ công nhân viên ANTESCO luôn làm việc gắn kết, hợp tác và đạt hiệu quả cùng với đội ngũ công nhân và kỹ sư đầy kinh nghiệm, nhiệt huyết, năng động và tay nghề cao. ANTESCO đã không ngừng nghiên cứu, chế biến sản xuất đa dạng hóa sản phẩm và đã đưa ra tiêu thụ trên thị trường trong nước và ngoài nước với hơn 20 chủng loại rau quả đông lạnh và đóng hộp. Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang ANTESCO luôn nỗ lực để trở thành công ty dẫn đầu trong ngành sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau quả đông lạnh IQF và đóng hộp tại Việt Nam. Đồng thời, trong tương lai, công ty hướng tới đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, organic nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững theo hướng hiện đại và đẩy mạnh các hoạt động sang các nước trong khu vực cũng như các nước trên toàn thế giới.